in Việt Nam. Lẽ ra bữa nay bác sĩ Lê không nhận bệnh nhân vì đó là ngày nghỉ trong tuần của ông. Nhưng hôm qua, trong điện thoại, nghe giọng cầu khẩn của một người bệnh, ông không nở từ chối. Người đó, ông đoán là một cô gái còn trẻ, nói chuyện với ông bằng tiếng Mỹ. Cô ta hỏi ông nhiều lần, có phải ông là bác sĩ Lê không? Tên ông là Lê, cái tên Việt Nam đó ở xứ Mỹ này người ta viết là Lee, L-E-E, -E. nên ông được gọi là ông Lee. Ông tồn trả lời nhiều lần. Thưa cô Phải, à, tôi là, là bác sĩ Lee đây. Phải bác sĩ Lee chuyên về nghề chăm cứu và bắt mặt hút thuốc theo kiểu Adam không? Thưa cô Phải, có phải phòng mạch của bác sĩ ở đường Rain Garden không? Bác sĩ Lê đã ngoài 60 tuổi, tính tình rất là đềm đạm, vậy mà cũng bắt đầu nghe bực. Tuy vậy, ông vẫn ôn tồn. Từ cô phải, xin cô cho biết cô cần gì? Giọng cô gái như reo lên. Vậy là đúng rồi, con Kathy bị xuyển nói bác sĩ chịu bệnh hay lắm. Cả nhà nó, kể cả ông ba má nó, ông bà nó đều đi bác sĩ hết. Đến đây thì ông bác sĩ giả đó không kèm được nữa ông sẵn giọng cảm ơn cô à, về bây giờ xin dứt khoát cho tôi biết là cô muốn cái gì giọng bên kia đầu dây như lắng xuống tôi xin lỗi bác sĩ xin lỗi tôi muốn xin bác sĩ cái hẹn cho ngày mai tôi bệnh mai là ngày nghỉ trong tuần phòng mai không có mở cửa ngày khác dậy ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi nữa bác sĩ à cô đã bệnh ạ thì cứ xin nghỉ để đi bác sĩ, ngày nào lại không được. Một chút im lặng ở đầu dây, rồi nghe giọng người con gái bỗng nghe thật buồn. Họ đâu có cho nghỉ bác sĩ, họ nạc yếu mặt á, mày mà muốn nghỉ thì mày nghỉ luôn đi. Thiếu gì đứa muốn làm chỗ của mày, mày biết không? Giọng nói như có nghệ ngạc ngang ở chỗ đó, rồi tiếp. Không có việc làm là chết, bác sĩ à. Ông bác sĩ già làm thinh, suy nghĩ. Đầu dây bên kia, cô gái van lên. Xin bác sĩ thông cảm. Tôi sợ bệnh uh, nặng hơn. Không đi làm nổi là mất việc. Xin bác sĩ thông cảm. Xin thông cảm. À, thôi, để tôi ráng uh, giúp cô. Sáng mai 9 giờ. Phòng mạch của tôi uh, ở số uh, 1234. Uh. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Con Cathy có chỉ phòng mạch của bác sĩ rồi. Xin lỗi cô tên gì? Dạ Kim. Cây ai em? Bác sĩ Lê vừa ghi vào sổ hẹn vừa nghĩ. Tội nghiệp. Chắc là đi làm lậu nên biết bị, bị người ta hâm he như vậy. Theo cách phát âm của cô này thì có vẻ là người A Đông. Tên Kim chắc là đại hàng. Để mình phải phôn lại cho cô Kathy hỏi cho chắc. Ý kéo gặp thư lưu ban lừa gì giờ dịp ngày nghĩ lại không có phụ tá nó su mình thì khổ đúng 9 giờ chuông cửa phòng mặt reo bác sĩ bước ra mở cửa đứng trước mặt cô ông, ông là một cô gái Adam đông còn trẻ ăn mặc theo kiểu punk quần áo có tua có tụi. tóc dựng đứng hỗn loạn như con gà sước đeo nhiều vòng sen bằng bạc to như sợi lòi tối cổ đầy hai đầy hai cườm tay mang cái sắc đỏ cùng có tua có tụi bác sĩ lê quá đổi ngạc nhiên Trước kịp hỏi gì thì cô gái nó bỏ bằng giọng tiếng bì rất lưu loát Chào bác sĩ tôi là kim bệnh nhân đã gọi bác sĩ uh, ngày hôm qua tôi uh, có làm cho bác sĩ chờ không bác sĩ lê chưa hết ngạc nhiên trả lời một cách máy móc không không? Rồi ông bước tránh vào một bên mời cô. Vào phòng mạch, ông đưa cho cô cái áo blues trắng ngắn tay. Cô đến phía sau phòng và bình phong bỏ hết quần áo chỉ mặc quần lót thôi. Rồi khoác ngược cái áo blues này, lưng áo nằm về phía trước. Trong lúc cô gái loay hoay làm theo lời dặn, ông bác sĩ già gọi phone về nhà nói bằng tiếng Việt. Bệnh nhân của anh tới rồi. Đang thay đồ. Chắc uh, một giờ nữa là xong. Em uh, đợi anh về một tầm uh, mình uh, đi chợ. Cô gái bỗng ló đầu ra khỏi bình phong mỉm cười nhìn ông. Gương mặt thật rạng rỡ Định nói gì nhưng rồi không nói. thụt đầu vào tiếp tục cởi quần áo. Một lúc sau cô ta bước ra. Mắt người lên sung sướng. Nói bằng tiếng Việt. Giọng như dao lên. À, bác sĩ là người Việt Nam mà con cứ tưởng là người Tàu. Tên Ly nghe à? Là tàu thiệt à. Ủa Vậy mà tôi cứ người cô là người đại hàng chứ Rồi cả hai cùng cười Cách cười rất sảng khoái Tình đồng hương trên đất khách bụng thấy thật ấm, thật dày Ông bác sĩ già nhìn cô bệnh nhân trẻ mặc áo blues Trắng đứng trước mặt ông Mà không còn thấy cô gái pưng Hồi nãy nữa Ông đưa cho cô cái đĩa Rồi chỉ cái giường cao vừa nói Cô cởi hết đồ nữ trang để vào đây, rồi lên đây nằm đây để tôi chẳng mạch. Cô gái làm theo như cái máy. Phòng mạch được trang trí rất đơn sơ nhưng thật yên tĩnh. Trong không khí có mùi thơm dịu dịu của mô tức là ngải cứu, đốt lên để hơ huyệt. Cái giường khám bệnh cao ngang tầm tay của bác sĩ. Ở một đầu giường có gắn thêm một cái vòng bằng da để chịu cái đầu của bệnh nhân và khi bệnh nhân nằm sắp để chăm cứu trên lưng thì mặc người bệnh nằm gọn trong cái vòng da. Như vậy người bệnh không cảm thấy khó chịu nhờ khoảng trống ở giữa cái vòng da giúp người bệnh vẫn thở đều đặn và mắc được nhìn thoải mái xuống sàn nhà. Bác sĩ đặt hai bàn tay lên cánh tay tầng của cô gái, ôn tồn hỏi. Cô bệnh làm sao? Nói tôi nghe. Có ngủ không được, đêm nào cũng chẳng chọc tới khuya hay bị chóng mặt đang đứng làm việc á à, tự nhiên muốn sụm xuống làm sợ thoát mồ hôi còn lo quá bác sĩ mất việc làm chắc con chết quá bác sĩ ơi ông lê bóp nhẹ cánh tay bệnh nhân cô yên tâm có tôi đây mà mà mà, cô có uống rượu không dạ không cô có hút thuốc không dạ xưa có hút cũng nhiều cô có xì kê ma túy gì không Nói thiệt tôi nghe Mấy thứ đó con không dám rơ Hồi ở bên nhà thằng anh con chết vì ba cái bữa thứ ông dịch đó Bác sĩ à vậy con sợ lắm Cô le lửa tôi xem Ừm. được rồi, bây giờ cô nằm yên, để hai cái tay xu theo thân mình, nhắm mắt, thở đều đặn. Ông bác sĩ già đứng cạnh giường, đặt mấy ngón đầu ngón tay lên cườm tay cô gái, chăm chú bắt mạch. Một lúc sau, ông bước vòng qua phía đối diện bắc tay mạch bên kia, bỏ mạch nó lên sự một sự rối loạn tâm thần. Cô gái này chắc chứ có nhiều sự ẩn ức đến sanh bệnh. Ông nhìn cô gái đang nhắm mắt thở đều, gương mặt Việt Nam đó, bỏ đi mắt tóc bưng, vẫn toát ra nét như mì dễ thương. Ông cảm thấy tội nghiệp cô bệnh nhân trẻ tuổi này và thắc mắc không biết hoàn cảnh nào đã đưa đẩy cô ta trôi qua sư Mỹ để có một cuộc sống mà ông đoán là thật bấp bênh qua cuộc nói chuyện trong điện thoại. Ông nói, Bây giờ cô nằm sắp xuống để tôi chăm chân lưng. Cô gái mở choàng mắt nhìn ông, mỉm cười, một nụ cười đầy tin tưởng. Ông bác sĩ nói tiếp, có đừng sợ, châm không đau, còn nhẹ hơn là kinh cắn nữa. Cô gái chở mình nằm sắp, hai vật áo blues rớt xuống hai bên, bày ra cái lưng thon thon với nước da ngả ngà. Theo thói quen, trước khi châm, bác sĩ vuốt lưng bệnh nhân vài lần để bệnh nhân đỡ bị stress. Lần này khi vuốt xuống thắt lưng, ông để ý thấy dưới lành mỏng của vần lót có một vết bầm bầm nằm vắt ngang phía trên của mông. gạc kiên, ông hỏi, cô bị ai đánh mà sao mà bầm vậy? Cô gái cười khúc khích, bác sĩ coi đi. Ông già kéo quần lót xuống một chút, thì ra không phải vết bầm mà là hàng chữ sâm màu tràm. Make in Vietnam. Ông bật cười, vừa kéo lưng quần lót lên, vừa nói, Chà, bạo quá ha. Cô gái hơi rút cổ, cổ, cười khúc khích vài tiếng rồi im. Chắc cô đang sống lại một vài kỷ niệm nào đó. Ông bác sĩ già áp hai lòng bàn tay lên vương bệnh nhân. Nhưng bây giờ ông không còn thấy cười được nữa. Hàng chữ Make in Vietnam nhắc cho ông rằng con người nằm đây là sản phẩm của quê hương ông cái quê hương đã mấy chục năm xa cách cái quê hương mà ở đó ông còn cũng còn ai để nhớ nhưng ông còn quá nhiều thứ để nhớ những thứ cùng mang dấu ấn make in việt nam từ con trâu cái cày từ mảnh rượu, ruộng vườn cao từ cái rừng cao rặng dừa từ con đường đất đỏ đến con rạch nhỏ uống khúc quanh quanh chao ơi bỗng nhiên sao mà nhớ thác thẻo đến mốc trào nước mắt ông bác sĩ vuốt lưng cô bệnh nhân thật chậm để cho niềm xúc động lắng xuống tan đi. Ông có cảm tưởng như ông đang sờ lại được quê hương, có chỗ cao, chỗ thấp, có phù sa đức mịn. Tự nhiên, ông muốn nói lên tiếng cảm ơn. Một ông muốn cảm ơn cô bệnh nhân đã mang quê hương đến với ông bằng những hàng chữ nhỏ xâm trên bờ mông. Chỉ vọn vẹn có một hàng chữ nhỏ. Và ông cũng muốn nói với cô, nói một cách thật tình không văng chương bóng bẩy, nói như ông nói với chính ông, vọn vẹn chỉ có một câu thôi. Tôi cũng make in Việt Nam đây. Nhưng rồi ông lầm thinh tiếp tục vô lưng người bệnh. Ông biết rằng cô gái không thể nào hiểu được ông. Một bác sĩ già vừa quá 60, đã gần nửa tuổi đời lưu vong bên xứ Mỹ, có đầy đủ tiền bạc danh vọng, mà cũng sống bằng hàng chữ make in Việt Nam, Xâm ở trong lòng. Bác sĩ im lặng dòi căm châm kim, bỗng câu bệnh nhân nói, giọng buồn buồn, làm như cô vừa xem lại hết một đoạn phim đời nào đó. Thằng bồ của con xăm cho con để làm kỷ niệm hồi tuổi này còn ở Louisiana. Anh đã sợ xăm. Ủa, rồi bây giờ cô ra sao? Con theo ba má con dọn về Cali. Ông bà nói ở Cali dọn bè nhiều và làm ăn dễ. À, người Việt mình thích ở miền Nam Cali lắm. Người một chút bác sĩ lại nói trong lúc hai tay vẫn tiếp tục châm kim ở cái hậu kali uh, khi hậu tốt lắm hơn nhiều tiểu bang khác mà ba bác cô làm gì cô gái làm thiên một lúc rồi trả lời giọng ngang ngang qua đây ông bà đã đít nhau bà lấy thằng mẹ chủ uh, pressing còn ông thì uh, thì chó dắt ông ôm được một bà mỹ quá chồng có thể sản Vậy thì cô ở với ai? Với ba con. Bà Mỹ cho con đi học college. Và ba con lái xe đi trước. Vậy mà sau hôm qua, trong phong cô nói là cô đi làm. Dòng cô gái như nghẹn lại. Khổ lắm bác sĩ. Cô ngừng là một chút để nến xúc động rồi nói tiếp. Ba con ý có bà Mỹ nuôi, à, không chịu đi làm. Tối ngày cứ đi nhậu với bạn bè. Rồi mai đổi xe, móc đổi xe ông có nói ông chẳng những ông không nghe mà còn chửi con tổ tiên mày tao đem mày qua đây đặng mày dạy đời tao hả lại ngừng một chút rồi mới nói tiếp nói như chút hết ẩn ức còn lại có là ông sáng cho con mấy bạc tay đau điếng à rồi nghẹn ngào lần đó con bỏ nhà đi hoang nói xong Hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra như một cái như làm vừa xong một cái việc gì thật khó. Ông bác sĩ im lặng, tiếp tục châm, mà nghe thương hại của bệnh nhân vô cùng. Cô ta cờ tuổi con gái út của ông, con gái út của ông đang học đại học, còn cô gái này thì đang sống trong một hoàn cảnh pop pop bênh, cả hai đều make in Việt Nam hết. Châm xong, ông đặt tay lên cánh tay trần của bệnh nhân, vuốt vuốt như vuốt tay một đứa con đang cần được vỗ về an ủi cô cứ nằm yên như vậy đợi chừng khoảng 15 phút nghe. Tiếng dạ bụng chưa nghe đầy nước mắt. Sau khi gỡ kim, ông bác sĩ bóp tay bắp chân bệnh nhân một lúc rồi nói, bây giờ thì cô mặc quần áo vào được rồi. Cô gái ngồi lên nói cảm ơn mà đôi mắt vẫn còn mọng nước. Cô bước vào sau bình phong, chậm rãi mặc quần áo làm như cô muốn xúc lại, muốn những xúc cảm hồi nãy có thời gian để thấm sâu vào lòng. Khi cô bước ra, cứ mà cô đã trở lại dạng dở, cô mỉm cười nhìn ông bác sĩ, rồi mà cái sắc đỏ vừa hỏi. Bao nhiêu vậy bác sĩ? Không có bao nhiêu, chừng chữa xong rồi cô hãy trả. Bác sĩ cho con trả một lần, chứ đã hết bệnh tiền đâu con trả, cái thứ đi làm này đi lậu làm như con á thì cô yên tâm rồi mình tính ông bác sĩ đưa dĩa nữ trang cô đừng quên mấy thứ này cô gái phỉ cười không đeo vào người mà chốt hết vào sắc rồi hỏi chừng nào con trở lại nữa bác sĩ tuần tới cũng ngày này giờ này bác sĩ mở tủ thuốc chọn lấy hai chai có dạng nhãn sẵn trao cho bệnh nhân trên nhãn có ghi liều lượng nè mỗi ngày nè Cô uống sáng trưa chiều mỗi thứ hai á thì cấp hai cấp sun ra đến cửa phòng mạch ông bác sĩ già cầm bàn tay cô bệnh nhân trong hai bàn tay của ông lắc nhẹ bớt thuốc thuốc đi nghe từ từ rồi tôi sẽ chữa cho cô cái vụ nghiện thuốc nữa ngập ngừng một chút rồi ông nói giọng ôn tồn tôi muốn nói với cô điều này cô gái chấp chấp mắc chờ đây chắc là lần đầu tiên cô có được một ông già cầm tay một cách ân cần như vậy. Bác sĩ nói, mình là người Việt Nam, ăn mặc theo pân thì không hợp với con người của mình, với bản chất của mình chút nào hết. Cô đâu có xấu mà cô làm cho xấu đi, uổng lắm. Mình phải xứng đáng là make in Việt Nam chứ cô. Cô gái nhìn vào mắt ông bác sĩ, không nói gì hết. Chỉ xác thấy ông già một cái thật mạnh, rồi bước ra xe, một chiếc xe hơi cũ mềm, phải đề đến 4 năm lần mới nổ máy. Ông bác sĩ Lê ngồi uống cà phê với tôi ở Phước, khu Phước Lộc Thọ, ở Orange County, Nam Cali. Ông kể tiếp. Anh biết không? Lần sau cô Kim đến phòng mạch, ấy, ăn mặc chảy rất là dễ thương. Chẳng có chút gì bân hết. Lần khám bệnh đó, tôi hỏi cổ sao không về sống với thằng bồ ở Louisiana có hơ phải hơn là sống củ bơ củ bức ở Cali. Cô nói như mếu, anh có dạ rồi. Tôi biết, như vậy là cố kẹt thiệt. Tôi đem chuyện này kể cho vợ tôi nghe. Bà cảm động lắm, nên đề nghị giúp tiền cho cô học một cái nghề gì đó, uống tóc, làm nêu chẳng hạn, để có công ăn việc làm vững chắc hơn là đi làm lậu, tầm bậy tầm bạ. Tôi nói chen vào, chắc gì cô chịu, nghe anh kể tôi đoán chị này cũng tự ai lắm. Anh nói đúng, cố từ chối hoài. Sau nhà vợ tôi mời cổ về nhà khuyên nhủ, coi như là trong thân tình cổ mới chịu. Hôm đó cổ ôm vợ tôi vừa khóc vừa nói, con cảm ơn ông bà, cảm ơn ông bà. Sau đó cô có đi học thiệt không? Có, học làm nêu, học giỏi nữa là khác. Cổ bây giờ ra sao rồi? Mới đầu làm thợ, làm công cho người ta. Bây giờ vừa làm thợ vừa làm chủ Khá lắm Mừng cho cậu ha Cậu sách đồ nghề tới làm nêu cho vợ tôi Con út và hai con dâu tôi Thường lắm Làm không lấy tiền Cô cứ nói với mấy con tôi Tôi chỉ ông, ơn ông, ông nhà bà bác sĩ biết đời nào mới trả cho hết Mấy cô biết không Tôi không nói dám nói ra Chứ mỗi lần tôi cầm lấy bàn tay của bà bác sĩ làm nêu Tôi vẫn nghĩ không có bàn tay này thì làm gì tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh của tôi hồi đó để có những cái gì tôi có hôm nay. Dễ thương quá. Noel ngày Tết á, cậu đều mang quà đến tặng vợ chồng tôi. Con người ở có tình có nghĩa, anh hát Đã hết đâu, cô còn nhớ đến ngày rỗ của ba má tôi. Mấy ngày đó tụi tôi con tôi á, có đứa quên, chứ cô ta không bao giờ cô ta quên. Ngày đó cô ta đem đồ cúng và ở lại phụ vợ tôi nấu nướng dọn dẹp nữa. Cho nên vợ tôi quý mơ, quý cô ta lắm. Nói xong bác sĩ Lê vỗ tay vai tôi cười. Anh thấy không? Cô ta mới đúng là make in Việt Nam đó. Còn nguyên chức hả? À? Ông Lê vui vẻ cầm tách cà phê vừa nhâm nhi vừa nhìn quanh. Người Việt Nam đi đẩy trong thương xá cung cách có hơi khác nhưng nói năng thì y hệt như ở bên nhà vài một vài tiếng chữ thầy rơi rất đâu đó nghe rất tự nhiên bồng ông bồng ông quay sang hỏi tôi mà nghe như ông hỏi tự hỏi ông không biết ở xứ mỹ này đồng hương lưu vong có ai lâu lâu lại nhớ lại rằng mình làm bách in việt nam không có chứ anh nhưng cũng có người chẳng những không nhớ mà còn tự dưng cho mình con dấu make in Việt Nam nữa. Thứ đó bây giờ thấy cũng nhiều. Tôi đưa tách lên môi uống ngụm cà phê cuối cùng. Bỗng nghe cà phê sao mà thật đắng. Tiểu tử